Vâng, Đỗ xin chào quý vị và các bạn. Về chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông, tôi có ghé thăm qua cái nhà vườn cũng rất là đa dạng phong phú. Đây là cái vị trí mà cố định ở trong khu vực Vạn Phúc. Đó là vườn cảnh nhà Nguyễn Thị Mừng. Khách mua cây cảnh xin liên hệ 0949 750 368. Và chúng ta đi thăm vào trong vườn, tôi thấy có nhiều dòng cây lắm, rất đa dạng này. Có những cây mai chiếu thủy dáng cũng khá đẹp, thân ụ lên rất to. Mùa của mai chiếu thủy chuẩn bị rất là nhiều hoa này. Đây, cây này. Già cây lắm rồi. Và cây này chơi tầm một người bê vừa phải. Cây này thì giá bao nhiêu em? Bán ra là 3 triệu. 3 triệu thôi ạ. Hợp lý quá nhỉ. Mai chiếu thủy, cây này giá 3 triệu này. Rồi. Tôi sẽ đi soi những cái cây, dòng cây mai chiếu thủy trước này. Cũng khá nhiều đấy. Đây là cây lá tầm lá trung. Còn đây hàng lá nhỏ này. Đây hàng lá nhỏ, còn đây là cây hàng rồi. Lá trung này. Rồi, đây cây, cây này hàng lá nhỏ, cây này thì mấy trăm? Cây này có 700 ngàn. Và rồi, quay mấy cây mai chiếu thủy trước. Đấy. Đây là những cây cũng khá là già rồi, dòng lá trung này. 1-2 tuần nữa thì trắng muốt, chỉ có hoa là hoa này. Đây, đèo từng chùm xuống rồi. Ví dụ như những cây này thì bao nhiêu hả em? Vâng, giá 7 triệu đồng. Rồi. Tóm lại cái dòng từ khoảng 7, 8, 9 triệu thì các bạn đến đây lựa chọn rất nhiều. Tùy cây. Số lượng mai chiếu thủy thì cũng đủ để đáp ứng cho anh em chúng ta lựa chọn. Đây, ví dụ như cái cây mà tôi vừa quay phút đầu tiên và cây này có thể là chúng ta chơi cặp đôi được ấy, bởi vì cái chậu cũng rất là giống nhau, gốc bệ cũng tựa tựa như nhau này. Cây này giá bao nhiêu ạ? 3,5 triệu. Cũng 3,5 triệu bằng cây kia. Cây kia 3 triệu. Rồi, cái cây dòng lá trung. Còn những cây này anh chị vừa báo là 7 triệu. Và còn những cái bệ mà lớn hơn đây. Cây này là 20 triệu. Và và cây này là 25 triệu đây. Đang đặt trong một cái chậu tàu này. Đấy, 25 triệu nha các bác nhé.
chia tay với dòng mai chiếu thủy, chúng ta đến tiếp với một số những cái loại cây khác. Chúng ta tiếp đến dòng cây tùng La Hán ở vườn chị Nguyễn Thị Mừng này. Đây là có những cái cặp tùng làm rất giống nhau, những cây hai thân còn gọi là song thụ, tuổi cây cũng khá là cao rồi. Đây, chúng ta nhìn này. Đấy. Đây. Nét cây cực già luôn. Ví dụ như cây hai thân mà anh đang quay đây thì giá bao nhiêu hả cô? Bao nhiêu? 25 triệu một cây này. Cao 2,5 m. Rồi. Trên cây không còn dây quấn nữa. Đấy, 25 triệu một cây. Nói về dòng tùng tầm nhỏ hơn này, cũng còn rất nhiều nhá. Và kể cả những cây mini. Vâng, ví dụ như cái cây này thì mấy triệu? 4 triệu. Cây này 4 triệu thôi ạ. À, được ấy nhỉ. 4 triệu đồng cây tùng La Hán này. Vâng, tháo hết dây rồi. Cây cũng khá to, có 4 triệu. Đây còn dòng cây này nữa. Ví dụ như những cây này. 4,5 triệu. Đây. Giá 4,5 triệu này. Đấy, tìm lấy một cây nào lại còn nhỏ hơn nữa cơ. Chia sẻ nó nhiều kích thước nhiều. Đâu? Cây này là giá 3,5 triệu. Được rồi. Được rồi. Đây 3,5 triệu này. Và chúng ta liên hệ chủ vườn cây Nguyễn Thị Mừng qua số điện thoại 0949 750 368. Vâng, với cây tùng này thì tôi được biết là báo giá có 3,5 triệu thôi. Đấy, cũng được ấy. Vâng, những cây chị đang cắt kia là cây bỏng nổ kìa. Hoa lấm tấm trắng. Cái bông hoa của nó như là cái hạt bỏng. Khi ta nổ bỏng lên nó nở bung ra. Đấy, gọi cây bỏng nổ. Cũng khá nhiều đấy. Giá có 500 ngàn một cây thôi. Và đây, tôi sẽ quay kỹ cái cây hai thân này cho các bác xem. Mà bông tán làm cũng tròn trịa đẹp hết rồi. Đây, cái bông hoa bỏng nổ này. Đấy, cây như cây này là hai thân này. $500,000 một cây. Rồi. Cứ giá đồng đều. Lấy cây nào thì chúng ta lựa chọn. À, thế cây này là cây thạch. À, bạch tuyết mai. À, mép lá nó trắng nhỉ. Vâng, tức là giá từ 3 đến 500 một cây. Tùy cây, ví dụ cây này là 500 này. Hay là 300. Cây này 500 phải không?
Cái này là 500, còn cây nhỏ hơn bên này thì là 350. Bạch tuyết mai, ôi trời, tên hay quá nhỉ. Người ta làm công trình kính núi. À, hay trồng ở trên non bộ. Rồi, tiểu cảnh non bộ. À, còn vào trong cái khu vực này thì ở góc vườn đây tôi thấy rất nhiều cây tùng La Hán tầm to, hai thân song thụ và một thân, ví dụ như cây này này, cây này tôi thấy dáng đẹp này. Đấy, đây cây này cao 4 mét cả, cây này đẹp mà. Cây này bao nhiêu? 60 triệu. Giá 60 triệu. Còn cái loại này thì có 700 nghìn. À, đấy là cái loại mini. Như cây tôi đang quay đây là 60 triệu. Và có những cặp chơi đối xứng đúng không? Và thế còn những cái cây tùng mà ở trong cái chum này thì giá bao nhiêu? 700. À, 700 ngàn. Và hàng này mới uốn. Hàng rẻ tiền thế thôi. Rẻ tiền. Và nói về những cây sung cũng khá nhiều đấy. Đây, những cây tầm một người bê nhẹ nhàng. À, với cây này giá bao nhiêu em? Cây này là 700. Ba bốn cây này đều là giá 700 một cây thôi các bác ạ. Đấy. Thế còn cái cây nhỏ hơn nữa là 300 đây. 300, 350. Đấy, nếu mà các anh em chúng ta đi chợ Vạn Phúc và qua số điện thoại thì chị Mừng sẽ giới thiệu nhà vườn ở chỗ nào thì vào trong khu chợ sẽ rất nhiều những cây sung khá đẹp. Và đây là cái dòng đinh sam 86 này mà có đến hàng vài chục cây, cứ cây nó rồng rồng như này nhá, chậu nhựa uốn sẵn định hình rồi. Đấy. Mà giá là 600 ạ. Và rất tuyệt vời, 600 ngàn một cây đinh sam 86. Cây này đến cái vụ hoa tím lên cũng hấp dẫn. Hai thân này. Vâng, trước khi chúng ta di chuyển sang vườn bên cạnh cũng của chị Mừng nữa, tôi gửi đến hình ảnh của một cây linh sam. Cái này hình như là linh sam sông Hinh thì phải. Đúng rồi. Đấy. Hoa rất đẹp nhé, anh em nhìn ngắm sướng không? Cây linh sam này giá bao nhiêu em? 3,2 triệu. Chậu sẵn chơi rồi. Có khoảng 20 cây này. Và thoải mái lựa chọn luôn. Ở có lẽ bây giờ mình di chuyển vào trong gian hàng trong là chủ yếu là những cây bonsai mini đi. Và cây tùng La Hán này gốc đẹp quá này. Cây này 50 triệu. Đáng trực. Vâng, Đỗ Sinh với các bạn chúng ta di chuyển vào trong vườn trong. Nơi đó là chủ yếu những cây dòng bonsai bàn trà của vườn cảnh Nguyễn Thị Mừng, địa chỉ Vạn Phúc, Hà Đông.